quan trọng phải là thân thái, quan trọng khi là con gái, bao giờ yêu thì luôn đúng, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thân thái, khi mình yêu là con trai, dẫu người ta gọi mình ai, không chẳng có gì để... An ấy nói dối là gì? Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau. Khi đã yêu nhau trong đời, khi đã yêu nhau mất rồi. Tại sao Nam lại dối An? Vì sao? Con tên gì? Em tên Sáu Lắm. Nói đi. Em tên Thủy Tinh. Tên đẹp mà. Không phải đâu, Thủy là nước, Tinh là đá, cục đá ra xương nước cái tẩm. Em tên Tẩm Ớ. À đồ, tên Tẩm. Teddy ơi. Gì? Làm gì vậy? Đang là bài tập vẽ. Gì nữa, đi ăn cơm sao? Đâu có nghe mùi thịt đâu. Không phải đi ăn cơm. Bạn cho mình mượn cây bút màu một chút được không? Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi. Mày nói thẳng đi cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn. Mày nói mày đổi đời thì ít ra từ bán dài mày phải chuyển qua bán vàng chứ. Hả? Mày nghĩ làm sao mà từ bán dài mày chuyển xuống mày bán dép? Cái loại dép rẻ tiền 15.000 hai đôi quẹo luôn. Ủa ba, sao hồi đó má chịu lấy ba? Tại má mày đuôi. Ủa mà con hiểu sao nhà mình nghèo hoài quá ba. Tại để dành tiền trị bệnh đuôi cho má mày. Trời ơi, lẹ giùm cái đi. Từ từ ba. Coi nó coi gì mà từ từ chứ. Tao mới kết cho đẹp đẽ đi, lên trên gặp nó mới hạnh diện được. Giờ tao sống ra bề ngoài lắm mày ơi. Khi bạn đã thích một chàng trai nào đó thì đừng vội tỏ tình với anh ta, mà hãy tìm hiểu từ từ thật kỹ các mối quan hệ xung quanh anh ta. Bạn sẽ phát hiện ra một điều, đó chính là bạn bè xung quanh anh ta thì đẹp trai hơn nhiều. Em rất thích con trai làm nghề kỹ thuật. Họ mạnh mẽ và đầy nam tính. Thế người yêu của Nguyệt cũng là dân kỹ thuật phải không? Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi này. 42kg, cao 1m4 nhưng lại xém lớp tim anh hết chỗ. Thầy bố đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Cầu trời mà trúng số là anh rước em liền. Lại trời. Vì cái tính em hiền. Yêu. I love you. Shut up. I love you. Shut up. I love you, man. Shut up. Are? Shut I up. Love you. Shut up. Shut up. I love you. Turn up. Từ vị trí bạn mình chuyện có yêu được không? Để anh còn biết mà kéo trên đời vì em được gió được sông. Em chọn real fan hay là real love? Cho anh xin cái name và xác định chức vụ nhau cho không? Cuộc đời em đã từng là bản nhạc nguồn. Chỉ để anh remix là em sẽ lên nguồn. Chỉ cần người đọc em thấy bay bồng. Trần cái trần trội trần con dọc khuôn. Lạnh để em nói nhỏ. Anh làm cái gì cũng phải để em nói ồ. Mắt thì ngáo ngáo đủ cười để ngơ ngơ. Suốt ngày nói đi tinh lơ vẩn cũng để em. Đi chợ mua toàn rau này không có protein à? Tôi nói cho ông biết nha, từ ngày hôm nay chỉ ăn rau thôi, không ăn thịt nữa. Tôi không hiểu tại làm sao mà cái tháng mà tôi tập thể dục như thế, tôi ăn kiêng như thế mà đi ra nhà con mụ lầm ở đầu ngõ cân tăng tận 2 lạng liền. Rõ ràng là nhà con này cân nhiều. Thời buổi bây giờ chơi Facebook mà thả thính nguy hiểm lắm mọi người ơi. Tin tôi đi,
để ý nha, để ý cho tôi. Con nào mà chụp hình mà hay mà chu cái mỏ rồi mà chu hoài, một là con đó mỏ nhọn, hai là mỏ dảnh, còn ba là chỉ có găng hô thôi chứ không gì chứ. Chắc luôn, tôi chắc luôn. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thế mà. Cái cánh cười cong môi, cái anh lặng lẽ ngồi. Close, we're dating, close to you. Close, we're dating, close to you. Still I wanna be close, we're dating, close to you. Từ khi mà anh bước đến thế giới của em như nhào tung cả lên. Anh chỉ cần cười có miếng xiêu xiêu thôi, em đầy tự nhiên muốn yêu. Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em. Nhưng đến bây giờ, lúc em cần, anh như không quan tâm. Giờ em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc để cho đẹp trai tóc tai đẹp vuốt vuốt keo các thứ. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Trai thì mới có nhiều đứa yêu. Gọi là yêu, nhưng em chẳng biết vì sao khi cứ nhớ anh từ sáng đến chiều. Nụ cười anh đánh rơi, em vội vàng nhặt lấy. Và kể từ ngày hôm ấy, em trở thành kẻ tương tư. Nắng chiều đã tắt. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có thì kệ mẹ em luôn nhé. Nhà em có bán rượu không mà người toàn mùi cồn sực lên. Ôi kinh quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa là anh sút em như trái banh. Nhà em có sao em không ở, thanh toán tiền nhà rồi cút khỏi. Close, we're dating close to you. Close,
close, close, rotating close to you. Still I wanna be close, 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 rotating close to you. I'ma make you pop like that. Make you pop like that. Make you pop.